Vâng, Thiên Định xin chào toàn thể cô chú anh chị nha. Chào mừng toàn thể cô chú anh chị quay trở lại với kênh YouTube Thiên Định Vinhome. Và hôm nay đây Thiên Định đang có mặt tại dãy sao biển 05 tại dự án Vinhome Ocean Park Gia Lâm. Và hiện tại đây cô chú anh chị chúng ta có thể thấy được là cái con đường tại sao biển 05 bây giờ đã rất là đẹp rồi cô chú anh chị ạ. Chủ đầu tư đã hoàn thiện xong hết rồi và bây giờ đang chờ những chủ nhân của căn biệt thự về hoàn thiện thôi. Lòng đường của chúng chị chúng ta có thể thấy là đường bây giờ đã rất là đẹp rồi. Lòng đường là 7m, vỉa hè của bên là 3m thôi quý chị nhé. Vâng, và hôm nay Thiên Định đang muốn giới thiệu với toàn thể quý chị chúng ta một căn biệt thự song lập có diện tích là 142,2m hướng đông nam. Đây quý chị chúng ta có thể thấy được là một căn biệt thự song lập, mặt tiền là 7,9m nha quý chị nhé. Rất là thoáng luôn. Những cái vị trí này thì sau này cô chú sẽ rất là yên tĩnh, không bị ồn ào. Tại vì tại sao biển 05 thì cái lối đường của nó thì không thông. Đây cô chú anh chị chúng ta có thể dễ là đi vào trong và chúng ta phải ngoằn đường ra ngoài. Đó là một cái nhược điểm và cũng là một cái ưu điểm để cái khu sao biển này nó rất là thoáng, thông thoáng. Và sau này tất cả những cái căn tại sao biển 05, cái lượng lưu thông qua lại nó sẽ rất là ít. Chính vì vậy nó sẽ giúp cái căn biệt thự của quý anh chị chúng ta sở hữu ở đây nó sẽ được yên tĩnh hơn. Và giá trị của nó là giá trị về mặt nghỉ dưỡng lâu dài. Đấy, tại vì khu Vinhome Ocean Park thì quý anh chị biết rồi, sau này sẽ vô cùng ồn ào luôn, cực kỳ ồn ào và tấp nập. Thì những căn biệt thự nó được yên tĩnh như những căn ở dãy sao biển 05 nó sẽ một cái lợi thế sau này của quý anh chị chúng ta, nó không khác gì như trong đảo ngọc trai của chú chị, đúng không ạ? Hiện tại thì giá của căn biệt thự song lập này đang rất là rẻ luôn, và hiện tại thì Định đánh giá là rẻ nhất thị trường luôn, giá cực kỳ hợp lý. Một căn song lập 142,2m và đang có giá là 10,6 tỷ bao phí toàn bộ cho con chị luôn nhá. Cô chú anh chị chúng ta chỉ phải bỏ ra 10,6 tỷ và không mất bất kỳ khoản phí nào nữa để có thể sở hữu được một căn song lập 142,2m. Đây, cô chú anh chị chúng ta có thể thấy được là đầu tư hoàn thiện, nó thảo chỉ rất là đẹp cô chú anh chị. Đấy, cửa đã hoàn thiện xong hết rồi, lan can, ban công, đấy, cột trên và mái được chủ đầu tư hoàn thiện rất là chăm chút luôn. Bây giờ Thiên Định sẽ quay bên trước mặt và bên hông để cô chú chị xem nhé. Chị chúng ta thấy cái hông rất là thoáng. Thì Thiên Định chia sẻ với cô chú anh chị chúng ta là giá hiện tại đang là giá của mùa dịch, giá của mùa gọi là mùa ngâu, tháng ngâu, thì với có giá nó hợp lý như này, 10,6 tỷ bao phí toàn bộ quý anh chị, một căn song lập 142,2m, đường thông thoáng. Đấy, quý anh chị chúng ta mới thấy được là những căn biệt thự song lập ở đây rất là thông thoáng luôn, về hè và cây cối đã xong hết rồi, bây giờ chỉ chờ quý anh chị chúng ta về hoàn thiện và thi công thôi. Vâng, Thiên Định cảm ơn toàn thể quý anh chị chúng ta đã theo dõi. Hãy nhớ nút đăng ký để không bỏ lỡ những video tiếp theo.